Đến để kính xin quý vị để chúng tôi được tổ chức lễ đính hôn cho hai cháu Công và cháu Thanh. Và với những lễ vật được kính dâng lên quý cố, quý cụ cũng như quý cha bác, bởi thấy ngày hôm nay chúng tôi rất là vinh dự được sự đón tiếp của tất cả cha bác cũng như quý vị. Bây giờ đây chúng tôi trước hết cũng cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình của quý vị, và với những lễ vật ngày hôm nay chúng tôi được dâng lên, và với cây cầu, với sự tình cầu của chúng tôi chờ đợi một sự chấp thuận của quý hậu nhà gái qua vị đại diện của nhà gái về đây. Chân thành cảm ơn vị đại diện họ nhà trai, và để đáp từ vị đại diện họ nhà trai, xin trân trọng kính mời vị đại diện họ nhà gái có đôi lời đáp từ.
đề nghị quý cô quý cha bác cho thằng con tay để kính thưa vị đại diện đàn trai, kính thưa quý cố, quý cha bác đàn trai, hôm nay là ngày lành tháng tốt, quý vị đã có những cơ trầu dám đến để nói lên cái ngày vui của Thanh và Công với tấm lòng ưu ái và những cơ trầu để nói ra rằng tập tục xưa để lại đâu. Dạ, kính thưa quý đại diện và quý cha bác đàn trai, đây là cháu Thanh ra để chào quý cha bác và quý đại diện. Bây giờ cháu Thanh đến đây với cháu Công, hai cháu cùng đến cơ trầu này. Dạ, quả đầu tiên thì tôi thấy là có trầu cao, đây cũng là cái tập tục cổ truyền lại rất là quý báu, mặc dù là ngày nay thì không có ăn trầu nữa, ít ăn lắm, nhưng mà phải có cơm trầu ở đầu câu chuyện. À, xin được mời quả tiếp. Quả thứ hai là bánh, bánh tấm bánh để nói lên cái lòng rất chân thành và ngon ngọt bùi trong cuộc sống hai cháu đều phải trung thành với nhau. Và thưa, quả này là quả trà thì trầu cao để dùng nước trà để thưởng cái mùi thơm đo của vị của cái ngày vui mừng của hai cháu ngày hôm nay. Và quả này là rượu để nói lên rằng ngày đến hôm nay cũng có cái mùi nồng men rượu thắm. Và đặc biệt quả này thì thấy có một bao thơ và có đồ nữ trang. Và kính thưa quý vị, quả này là quả trái cây để nói lên để các cháu luôn luôn sống là cây tươi tốt. Thì là kính thưa quý vị, và quả cuối cùng đi hôm nay thì một lần nữa tôi thay mặt cho đàn gái xin chân thành cảm ơn vị đại diện và quý cha bác đàn trai. Chân thành cảm ơn vị đại diện và nhà gái và qua những sĩ lễ và vị đại diện cũng như gia đình ông bà Minh và quý cố quý cha bác và nhà trai đưa đến đây hôm nay để thể hiện tinh thần giữa hai gia đình và cũng là lễ vật cầu hôn cho cháu Công và cháu Thanh được lên một gia thất. Xin phép hai vị đại diện quý cố quý cha bác và nhà trai rồi cho phép chúng tôi qua lời vị đại diện ở nhà gái đã nhận thì xin phép để cho phép chúng tôi đưa các lên mặt. Và qua giới thiệu của vị đại diện ở nhà gái chúng tôi nhận thấy trong quả những quả này có một quả gồm có nữ trang và bao thơ. Vậy xin kính mời bà mẹ chồng của cháu Thanh lên trao những lễ vật cho cháu. Nhận thấy bà mẹ của cháu Công đang chuẩn bị
đeo cho cháu Thanh một chiếc vòng cổ. Đề nghị tất cả quý cô, quý cha bác và vị đại diện cho tràng pháo tay để cổ vũ cho bà Mận và cháu. Chưa đeo ra háo à? Và chúng tôi nhận thấy cũng còn một đôi bao tay, đôi bông tai. Xin lỗi quý cô, quý cha bác. Nói liệu xin quý cô, quý cha bác cũng tha thứ cho mình. vui thật. Đôi bông tai và bà mẹ cháu cũng đang đeo cho cháu. Và hơn thế nữa thì chúng tôi nhận thấy có chiếc vòng tay này có lẽ cũng hơi lớn, buộc cháu có vẻ cũng hơi chặt đấy. Đề nghị quý cố quý cha bác hai họ cho tràng pháo tay nữa. Dạ. Đeo hết để chú. Đeo hết trời chú biết. Quá trời vàng bạc. Gặp với chú là... Cái này mà gặp tí nữa mà cái hồi nhiều người nữa chắc là này xíu quay lại mới vui nè. Chúng tôi nhận thấy bà mẹ của cháu coi như đã đeo đồ trang sức cho cháu Thanh đã xong. Xin chân thành cảm ơn ông bà Minh đã có những trang sức để đem đeo cho con cháu chúng tôi ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn vị đại diện cũng như ông bà và toàn thể quý cô cho bác và nhà trai. Xin chân thành cảm ơn. Biết rồi. Và để tiếp tục chương trình, xin mời tất cả, yêu cầu tất cả các cháu, con cháu chúng ta tiếp tân á, chúng ta đưa nước lên trên nhà. Trong thời gian chờ đợi, kính mong quý vị đại diện cũng như quý cô quý cha bác họ vui lòng lắng cho ít phút ạ. Và chúng tôi cũng nhận thấy trong ngày vui của hai cháu hôm nay, vì tình thương con mến cháu quý cô, quý cha bác xa gần, chúng tôi trân trọng kính mời. Một lần nữa thay mặt gia đình chủ hôn, chúng tôi trân trọng kính mời quý khách xa gần đã vì tình thương con bốn cháu đến đây để chung vui cùng với gia đình trong ngày vui hôm nay. Xin kính mời quý khách vui lòng bước vào trong tể xá của gia đình, chúng tôi thiện được đón tiếp. Chúng tôi trân trọng cảm ơn. Và để tiếp tục chương trình, trân trọng kính mời vị đại diện ở nhà gái có đây là góp biểu trong bước tiền hành nhân. Kính thưa vị đại diện của trai, quý cố, quý cha bác của trai. Đây là trong này ba bàn này.
anh Đồng nhá. Nhà anh Đồng á. Lớp hai gì đó. Không bắt nữa. Ngon em trai. Rồi ông ngồi luôn, ráp một cái là xỉn cho tới chiều luôn. Hỏi quay luôn chú Yeah.